Tiếp tục vào dạng thứ ba. Dạng thứ ba đấy là chọn khối lượng dung dịch. Thành cái viết tắt nhá là khối lượng dung dịch. Trong trường hợp dung dịch biểu diễn bằng C phần trăm, chọn khối lượng dịch trong trường hợp mà dung dịch người ta cho dạng C phần trăm. Đấy thì đây là một cái chủ đề mà thầy nghĩ là nó cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà không hiểu sao là rất nhiều tài liệu, rất nhiều thầy cô dạy cho các em nó hơi cứng nhắc một chút. Tức là cứ nhìn thấy bài này chọn 100 gram nhưng như thế là sai đấy, vì là có rất nhiều trường hợp mà chọn 100 gram nó ra số rất lẻ và không thể giải quyết được. Thế bây giờ thầy sẽ cùng các em phân tích một chút là ta phải chọn như thế nào cho nó thật là khoa học, nên không phải là chọn chơi chơi mà là phải khoa học thực sự. Ta có C phần trăm của một dung dịch được tính là bằng m chất tan trên m dung dịch nhân 100%. Và cái 100% mình thêm vào cho đẹp thôi, không chả giải quyết gì cả. Từ đây thì các em có thể rút ra được m chất tan sẽ bằng m nhỏ chất tan sẽ bằng c phần trăm nhân m dung dịch chia 100. C phần trăm nhân với m dung dịch chia cho 100. Nếu mà thầy tính gộp cái 100 lên đây thôi thì cũng được, chả thành vấn đề gì. Tại sao phải suy ra cái này? Bởi vì từ đầu đến giờ ta học qua hai dạng rồi, thầy đều nhấn mạnh các em một điều là tự chọn lượng chất, mục đích là để cho thuận lợi trong tính toán, tính là phải tròn. Đấy, mà muốn tính tròn thì số mol phải tròn. Mol đây chính là mol của chất tan. Làm gì có mol dung dịch, dung dịch nó hỗn hợp mà. Mol chất tan phải tròn. Nhưng mà chất tan thì lại có là cái m nhỏ của chất tan kia sẽ bằng là m lớn của chất tan nhân với số mol của chất tan. Đúng chưa? Các em thể thấy là như vậy. Từ đây ta mới suy ra là số mol của chất tan thì sẽ bằng C phần trăm nhân m dung dịch rồi chia cho m lớn chất tan nhân 100. Được nào? Thế bây giờ mục đích của mình là phải chọn cái thằng này cho nó tròn. Đây là phải tròn. Muốn nó phải tròn thì bên này nó phải là một số nguyên, hoặc là cái phần thập phân của nó cũng phải nguyên. Mà muốn nguyên thì tử phải chia cho mẫu. Tử phải chia cho mẫu. Đúng không? Cái này thì các bạn biết rồi. Ví dụ như là các bạn học phần khảo sát hàm số chẳng hạn. Ta có hàm phân tích bậc 2 trên bậc nhất, hoặc bậc nhất trên bậc nhất. Đúng không? Rồi đi tìm tọa độ nguyên. Các bạn biết rồi là phải lấy tử chia cho mẫu. Thế bây giờ tử chia cho mẫu thì có hai khả năng. M lớn chất tan thì thông thường ta biết. Bởi vì là người ta sẽ phải nói rõ cho mình biết là dung dịch chứa chất tan gì đấy. Ví dụ dung dịch H2O4 9,8% thì cái bài đầu tiên mình xét đấy. Tức là mình biết chất tan rồi, nên m lớn là mình biết. Thế muốn tử chia cho mẫu thì hoặc là C phần trăm phải chia cho cái này m lớn chất tan. Phần lớn là như vậy. Phần lớn là C phần trăm chia cho cái này. Hoặc là m dung dịch phải chia cho m lớn chất tan. Đúng chưa? Như vậy là có hai trường hợp. Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu C phần trăm mà chia hết cho m lớn chất tan thì xong rồi, đúng không? Thường C phần trăm mà cho trước thì nghĩa là tròn rồi, đúng không? Tròn rồi thì chọn bất kỳ, mà thường người ta sẽ chọn 100 gram dung dịch. Đấy, thường chọn 100 gram dung dịch và phần lớn là đề bài tập sẽ rơi phần này, nhưng vì là nó hay ra mà quá cho nên là các thầy cô cứ xui các em luôn là nhìn thấy C phần trăm chọn 100 gram, như vậy là sai đấy nhá. Bởi vì ta còn một trường hợp nữa, đấy là nếu như C phần trăm mà không chia hết cho m lớn chất tan thì lúc bấy giờ ta sẽ phải chọn m dung dịch sao cho nó chia hết cho m lớn chất tan, chia hết cho m lớn chất tan. Đấy, tôi lấy ví dụ. Ví dụ như là đề bài cho dung dịch H2SO4 9,8%. Giống như là cái ví dụ thứ hai lúc nãy mình xét ấy, thì đương nhiên là ta sẽ chọn một m 100 gram. Đấy, thế là ta sẽ giải được. Tất nhiên là cũng phải linh hoạt tùy từng trường hợp nữa. Bài này các em có thể về nhà các em thử lại với cái bài ví dụ hai bằng cách là chọn m 100 gram thì có ra không. Thầy nghĩ là vẫn ra đấy, nhưng mà nó sẽ hơi phức tạp một tí.
hơn để mà tính toán so với cách chọn một mon trước. Thế còn nếu như đề bài mà cho dung dịch H2, SO4, 20%, người ta không chọn như vậy được nữa. Bởi vì ở trên này 9,8 chia hết cho 98, nhưng 20 thì không chia hết cho 98. Như vậy ta lại phải chọn M của dung dịch bằng 98 gram. Chứ không phải lúc nào cũng chọn 100 gram đâu.